Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách không cho chỉnh sửa, sao chép nội dung trong Word. Ví dụ các bạn có một luận văn hoặc một bài viết nào rất hay và muốn chia sẻ nội dung để mọi người cùng tìm hiểu. Tuy nhiên, ở đây là bạn không muốn cho người dùng chỉnh sửa hay sao chép trực tiếp nội dung trong Word. Để thực hiện được điều này, ta làm theo các bước như sau. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn từ Word 2003 cho đến Word 2016. Trước tiên, ta sẽ thao tác ở Word 2003. Mở văn bản để không cho chỉnh sửa sao chép nội dung trong Word. Đầu tiên, ta chọn Tool. Nhấn vào mục Protect Document. Xuất hiện khung thoại ở phía bên phải. Ta nhấp vào mục Allow only this type of editing in the document. Nhấp chuột vào. Chọn Filling in form. Nhấn vào nút Just start and forcing protection. Xuất hiện hộp thoại. Nhập password. Ta nhập mật khẩu vào. OK. Nhấn nút Save để lưu lại các thao tác vừa rồi. Khi ta đã khóa không cho chỉnh sửa sao chép nội dung trong Word, thì dấu nháy nó sẽ luôn luôn nằm ở đầu dòng văn bản. Tất cả các thao tác ở trên văn bản thì nó sẽ chuyển dấu nháy về đầu văn bản. Ở đây tôi ví dụ tôi nhấp dấu nháy vào cuối văn bản, đó thì dấu nháy sẽ chuyển về đầu văn bản. Đó là thao tác ở Word 2003. Đối với Word 2007, 2010, 2013, 2016, ta làm tương tự ở trên Word 2016. Đầu tiên, ta mở văn bản cần khóa không cho chỉnh sửa, sao chép. Để khóa không cho chỉnh sửa sao chép, ta làm theo các bước như sau. Chọn Review. Nhấp vào mục Retouch Editing. Xuất hiện khung thoại ở phía bên phải. Nhấp vào mục Allow only this type of editing in the document. Trong danh sách sổ xuống, ta chọn Filling in Form. Nhấn vào nút Yes Start and Forcing Protection. Xuất hiện khung thoại đánh mất Word. Ta nhập mật khẩu vào. Nhấn OK. Và chúng ta lưu lại các cái thao tác vừa rồi. Thì tương tự như Word 2003, dấu nháy sẽ luôn luôn nằm ở phía đầu văn bản. Tất cả các thao tác thì sẽ chuyển dấu nháy về đầu văn bản. Như vậy là ta đã thao tác ở Word 2016 xong. Thì sau khi ta đã khóa không cho chỉnh sửa sao chép nội dung trong Word rồi, thì ta phải biết cách mở. Đầu tiên, ta làm ở Word 2003. Mở văn bản cần mở khóa không cho chỉnh sửa sao chép nội dung trong Word. Đầu tiên, ta chọn Tool. Nhấp vào mục Unprotect Document. Ta đánh mật khẩu vào. OK. Lưu lại các thiết lập. Khi đó văn bản sẽ trở lại như ban đầu. Tất cả các thao tác đều có thể chỉnh sửa. Đó là đối với Word 2003. Đối với Word 2016,
Mở văn bản. Để mở khóa không cho chỉnh sửa sao chép nội dung trong Word, ta làm như sau. Chọn review, nhấp vào mục retouch editing. Xuất hiện không thoại ở phía bên phải. Ta chọn stop protection. Nhập mật khẩu vào. Nhấn OK. Lưu lại các thao tác vừa xong. Đó, thì Word 2016 sẽ trở lại như ban đầu, có thể ta thao tác chỉnh sửa. Như vậy là chúng ta đã xong. Xin chào tất cả các bạn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn sẽ comment ở phần bên dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn sau. Xin chào.